Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Hàng Hóa Thái Thắng. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người một dòng sản phẩm ống nhòm du lịch cầm tay rất là nhỏ gọn. Đây kích thước nhỏ mini nha mọi người. Đây và cái mã của nó là Konut Net 10-25. Đây và thương hiệu của nó là Konut, một cái thương hiệu nổi tiếng của Ý về thiết bị quang học ha. Và cái độ phóng đại của cái ống nhòm này là 10 lần và đường kính là 25mm. Thì đây là cái mẫu ống nhòm hai mắt nha mọi người, có thiết kế rất là gọn nhẹ và phù hợp với cái hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời ha, để du lịch và ngắm cảnh. Đây thì cái trường nhìn của cái ống nhòm này nó đạt là 100m tại 1000m nha mọi người, trường nhìn rất là rộng ha, giúp cho mình quan sát được bao quát cái khung cảnh ở bên ngoài. Đây thì bây giờ thì mình sẽ mở hộp và đi vào chi tiết cái sản phẩm ở bên trong. Đây cái hộp nó cũng nhỏ gọn thôi mọi người. Ở bên trong thì chúng ta sẽ có một cái khăn lau kính, một cái hướng dẫn sử dụng. Đây thì cái này thì mình sẽ đi nhanh qua mọi người. Một cái giấy bảo hành ha. Thì cái này mọi người cứ nếu mà mọi người mang đi du lịch ở trên khắp thế giới ở đâu thì mọi người cứ ống nhòm nó có những vấn đề gì thì mọi người cứ liên hệ đến các địa chỉ ở trong đây ha. Thì cái ống nhòm này bảo hành trên toàn thế giới luôn ha. Đây, đây là cái túi đựng có logo thương hiệu Konut. Dạ mọi người. Thiết kế theo dạng rúp. Rúp là nó sẽ thẳng luôn nha mọi người. Và kiểu dáng mini nhỏ gọn, mình có thể cầm tay hoặc là bỏ túi hoặc là treo trên người ha. Đây, kính của cái này thì ống nhòm này là trang bị kính bắt 4 nha mọi người, nó cho hình ảnh rất là trung thực ha. Và hệ thống ống kính ở bên trong thì đều được tráng phủ quang học đa lớp, cho hình ảnh rất là chi tiết và sắc nét. Đồng thời thì nó sẽ tăng cái khả năng truyền ánh sáng ha, nó giúp cho mình quan sát được trong cái điều kiện ánh sáng yếu. Đây thì cái này thì mình sử dụng hệ thống lấy nét trung tâm nha mọi người, lấy nét ở giữa đây ha. Đây và có điều chỉnh tiêu cự của mắt, nhưng nếu mọi người có bị cận bị loạn rồi thì mình sẽ điều chỉnh ở đây ha, chỉ xây bên đây thôi nha mọi người, cộng trừ ha. Đây. Bên đây thôi nha mọi người, bên đây không có xây ha. Thì thân của cái ống nhòm này thì được thiết kế bằng nhựa nha mọi người, với trụ ở giữa bằng kim loại ha. Đây cái khu này thì bằng kim loại, nó giúp cho mình tăng cường cái độ bền ha. Đây nhờ ha mọi người. Thì về cái khoảng cách mà mình quan sát thì cái này nó có thể quan sát lên đến 10 km ha, và rõ nhất thì từ 3 đến 5 cây, và nhìn rõ mặt người chi tiết luôn thì khoảng 100m trở lại nha mọi người. Đây. Còn mình xin nói thêm về thiết kế ở ngoài thì ở ngoài nó được phủ một lớp cao su nha mọi người, giúp cho mình cầm tay rất là êm ha và không bị trơn trượt khi mà mình quan sát ở điều kiện thời tiết mà không phù hợp. Đây mọi người. Thì cái ống nhòm này thích hợp sử dụng cho trẻ em hoặc là người lớn nha mọi người, cho mọi lứa tuổi ha, nó rất là dễ sử dụng. Mình chỉ cần xoay lấy nét ở đây thôi là có thể tùy theo cái khoảng cách mà mình xoay lấy nét ở đây. Thấy không mọi người, xoay khi nào nét nhất thì mình sẽ dừng lại. Thì nếu mọi người thích cái ống nhòm này thì mọi người cứ tham khảo trực tiếp cái sản phẩm ở địa chỉ là số 12 ngõ 151 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội này ha. Còn nếu ở trong thành phố Hồ Chí Minh là 129 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Số điện thoại liên hệ là 0912245244 và 0974444097 mọi người. Đây. Và trang web của công ty là điện tử thắng.com và ống nhòm.net. Đây. Thì ngoài cái dòng ống nhòm cầm tay này thì mình có dòng tele. Ống nhòm tele đó là kính hiên vân và kính hiển vi. Đó mọi người, và các dòng đèn pin siêu sáng, đèn pin lặn, đèn pin tự vệ, đèn pin chống cháy nổ ha, và các thiết bị đo trong công nghiệp. Đó mọi người. Thì mình xin kết thúc video tại đây. Và xin chào hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Đây, thiết kế rất là gọn nhẹ. Rồi không mọi người.